những cái việc làm mà cho nhiều người biết á, khỏe khoa là không nên. Dạ, thì con chỉ lưu lại để nhớ thứ nhất, thứ hai nữa sau này ví dụ sư phụ có phản sanh rồi đó thì mình cũng làm đó, làm khích lệ cho người sau họ tinh tấn, họ tu, họ tin thêm cái niềm tin đó. Đó chị không nói. Dạ. À, hiện giờ nè. Dạ hiện giờ đúng rồi. Là... Dạ dạ. Mới là phải giúp kính. Giữ kính. Dạ. Chúng ta hay. Dạ. Chừng nào mà thật sự tin tức tung ra rồi đó. Dạ. Cho biết hết thì sao? Dạ. Cái đề du lịch kia dạ. Nên bớt. Dạ. Nhị thổ thiện đạo bảy điều là không nên. Dạ. Điều thứ bảy là không nên du lịch. Dạ, dạ. Thầy khóa cái đó rồi. Cẩn thận. Dạ, mô Phật. Không dám đi đâu. Dạ. Hơi chỗ không. Dạ. Con thường thì mỗi lần đi đều có Phật sự trong đó. Phật sự thì không nói. Dạ, dạ. Chơi à. Dạ, dạ. Có tính cách là hoàn cảnh chỗ này đẹp chỗ kia dạ. Xấu. Không nên. Dạ, con nhớ. Dạ.